Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định hướng dẫn người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong một số trường hợp. Cụ thể, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp tạm dừng sản xuất kinh doanh từ một tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế, hoặc thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế, hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện: không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 1 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1 năm 2020.